kiểu tóc ngắn nhuộm màu nổi bật của Kim Jamie trong Itaewon Class là điểm khiến người xem ấn tượng nhất song tạo hình thành công của điên nữ, còn nằm ở cách make up và phối đồ đáng học hỏi. Itaewon Class, tên tiếng Việt, tầng lớp Itaewon là drama đang gây sốt nhất trên màn ảnh Hàn hiện nay khi vừa chạm mốc rating 14% ở tập mới nhất, và trở thành đề tài được bàn tán trên khắp các trang mạng xã hội. Không chỉ ghi điểm bởi nội dung phim hấp dẫn, lôi cuốn, bộ phim còn được chú ý bởi tạo hình ấn tượng của dàn diễn viên từ chính đến phụ, từ ông chủ quán nhậu Giang Băng Hạt Dẻ, Park Seo Joon, quản lý EQ162 Kim Jami, nữ phụ cực phẩm Gun Nara đến cô nàng chuyển giới Lee Jo Young. Tất cả đều tạo được ấn tượng riêng với người xem bởi tạo hình khác biệt, thu hút. Ông chủ quán nhậu Giang Bam Park Seo Joon điên nữ, Kim Jami nữ phụ cực phẩm Gun Nara và cô nàng chuyển giới Lee Jo Young đều là những nhân vật ấn tượng của Itaewon Class. Nếu mái tóc húi cua của Park Seo Joon đã ngay lập tức trở thành trend mới trong giới trẻ ngay khi những tập đầu tiên của Itaewon Class vừa lên sóng, thì kiểu tóc ngắn trẻ trung cùng tạo hình cá tính của điên nữ, Kim Jami cũng nhận được nhiều sự chú ý bởi độ hách tuổi, hách dáng đến khó tin. Kiểu tóc ngắn nhuộm màu hách tuổi, siêu cấp. Những kiểu tóc ngắn từ lâu đã được biết đến là vũ khí lợi hại giúp hách tuổi cực hiệu quả cho phái nữ. So với mái tóc dài mang đến vẻ đẹp dịu dàng, thì những kiểu tóc ngắn ngang vai hoặc ngang cằm giúp tạo vẻ trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ được nét nữ tính chính là xu hướng được nhiều bạn nữ lựa chọn hiện nay. Kiểu tóc ngắn ấn tượng của Kim Jami trong Itaewon Class. Trong Itaewon Class, nhân vật Joy Giselle cho Kim Jami, thủ vai được xây dựng là một nữ sinh 20 tuổi có tính cách mạnh mẽ, cá tính thậm chí có phần nổi loạn. Vì thế, ngoài mái tóc ngắn và phần mái trên chân mày giúp đảm bảo sự trẻ trung cho nữ diễn viên trong tạo hình, ở tuổi 20, thì Kim Jami còn gây ấn tượng bởi phần màu nhuộm nổi bật trên tóc. Điểm nhấn này không chỉ giúp nhân vật Joy Giselle trở nên ấn tượng hơn trong mắt người xem mà còn gián tiếp bộc lộ khía cạnh nổi loạn trong tính cách của điên nữ. Kiểu tóc vừa ấn tượng vừa giúp hết tuổi này ngay lập tức đã ghi điểm với nhiều cô nàng. Nữ streamer Linh Ngọc Đàm cũng không thoát khỏi mị lực này khi vừa khoe đã không ngần ngại tuyển bộ tóc nhuộm xanh, với chi phí lên đến 16 triệu đồng để lột xác với kiểu tóc ngắn của nữ chính Itaewon Class. Phần màu nhuộm giúp kiểu tóc của Kim Jami thêm ấn tượng. Linh Ngọc Đàm cũng ngay lập tức bắt trend. Ngoài ra mái tóc ngắn của Kim Jami trong Itaewon Class còn được biến hóa, thường xuyên và match với từng bộ trang phục, phong cách tại thời điểm đó, dù không cần thay đổi quá nhiều hay tạo kiểu cầu kỳ. Chỉ cần để tóc thẳng, làm xoăn nhẹ hay cột lên một nửa, cũng đã dễ dàng mang đến màu sắc mới cho vẻ ngoài của cô nàng. Kim Jami dễ dàng biến hóa khi chỉ cần làm xoăn nhẹ, hay cột một nửa phần tóc make up tối giản, với điểm nhấn là màu son trẻ trung không khó để nhận ra. Trong hầu hết tất cả những phân cảnh của Itaewon Class, Kim Jami luôn xuất hiện với phong cách make up tối giản và không cầu kỳ. Phần mắt của điên nữ thường chỉ được tô điểm bằng một đường eyeliner, kẻ mắt rất mảnh, tự nhiên và không hề có thêm màu mắt. Ngược lại, son môi sẽ là phần nổi bật và thu hút nhất trên gương mặt của nữ diễn viên. Make up tối giản nhưng màu son nổi bật là điểm thu hút của Kim Gia Mi giữa xu hướng những màu son có tông đất và trầm như đỏ đất, cam đất, đỏ gạch. Và những màu son tông tím đang lên ngôi như hiện nay thì Kim Jami lại lựa chọn những màu son nổi bật, đỏ hồng, đỏ cam, và chất son tinh xu hướng vốn đã gây sốt cách đây vài năm. Nhưng chính những màu son này lại tạo nên vẻ trẻ trung, đáng yêu cho Kim Jami, đồng thời cách mà cô nàng tối giản màu mắt, phấn má, để tổng thể phần make up được hài hòa, không bị chói, khi mix với màu son nổi bật cũng được cho là rất khéo léo và tinh tế. Kể cả trong những lần hiếm hoi make up đậm, điên nữ cũng lựa chọn màu son cam cháy, mix với tông cam của phần mắt và má, tạo nên phần make up hách tuổi nhưng không kém phần xinh xắn, thu hút. Video liên quan son tinh được Kim Jami sử dụng trong Itaewon Class, ngay lập tức được săn đón trở lại màu son cam cháy khi make up đậm giúp điên nữ trẻ trung hơn. Không chỉ trong Itaewon Class, ngoài đời thực Kim Jami cũng thường xuyên xuất hiện với phong cách make up tối giản cả khi tham gia sự kiện hay bước lên thảm đỏ.
Phong cách này giúp giữ và khoe được nét mộc mạc và có phần trẻ con như nữ sinh trên gương mặt Kim Jami, khiến không ít người bất ngờ khi biết nữ diễn viên thực chất đã bước sang tuổi 25. Kim Gia vẫn make up tối giản khi dự họp báo hay khi bước lên thảm đỏ bí kíp hết chán ngược cho cô nàng chân dài. Nếu xem qua phong cách của những nữ chính trong các bộ drama Hàn Quốc, các nàng sẽ dễ dàng rút ra vô số cách tiếp phối trang phục, phụ kiện để hết chán và ăn gian chiều cao. Tuy nhiên, Kim Jami trong Itaewon Class lại là trường hợp hoàn toàn ngược lại. Rất nhiều người đã sốc khi biết chiều cao thực của nữ diễn viên là 1m70 bởi những màn phối độ hách tráng ngược, quá thần thánh khiến điên nữ bỗng trở nên nhỏ bé hơn khi lên phim. Kim Jami trông nhỏ bé khi sánh đôi cùng Park Seo Joon chính vì thế, cách phối độ của Kim Jami chính là bí kíp để các cô nàng có chiều cao nổi bật muốn được trông nhỏ bé hơn. Bí kíp ấy chính là ưu ái cho màu đen và cách phối độ ton sơ ton. Hầu hết tất cả các outfit của nhân vật Joy Giselle đều là màu đen. Màu đen từ lâu đã được biết đến là màu sắc đánh lừa, thị giác người nhìn, giúp những người diện trang phục có màu sắc này trở nên thon gọn, mảnh mai hơn. Màu đen không chỉ là màu sắc chủ đạo, mà còn được Kim Jami thường xuyên diện ton sơ ton từ áo, quần, áo khoác, giày. Kể trong lần hiếm hoi diện màu trắng, outfit này cũng được nữ diễn viên diện theo nguyên tắc này. Ngoài nguyên tắc ton sơ ton giúp thon gọn hơn trong mắt người nhìn, phối trang phục các mẫu áo khoác từ áo khoác da, áo khoác len đến áo măng tô phong rộng cũng là bí kíp để các cô nàng có chiều cao nổi bật có thể trông nhỏ bé hơn. Màu sắc của áo khoác, các phụ kiện đi kèm như vòng cổ, choker cũng được lựa chọn khéo léo từ màu sắc, kích thước nhằm tạo nên một tổng thể outfit hài hòa, đẹp mắt. Áo khoác da thường xuyên xuất hiện với nhiều kiểu dáng khác nhau, các loại vòng cổ cũng là phụ kiện được điên nữ ưu ái thuộc vi theo thế giới trẻ Let's Explore X.